Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chiếc bu lông và đai ốc. Đây là những chiếc bu lông và đai ốc mình đã vẽ xong rồi. Mình sẽ view cho các bạn xem. Để vẽ một cái đai ốc, nhịp diện đầu tiên là mình vẽ một đường tròn có bán kính là 400. Sau đó mình dùng lệnh bút để kéo nó lên. Mình sẽ bỏ mặt trên đi. Mình sẽ dùng thước đo độ. Mình đo được cái góc này là 15 độ. Mình sẽ xoay các đường thẳng này một góc là 15 độ. Mình sẽ copy lên là 23 lần. Mình sẽ rút cái đường thẳng này lại với dao. Những đường thẳng không cần thiết thì mình sẽ loại bỏ. Mình sẽ được tạo được một đường xoắn. Đường xoắn này mình cho nó cao là 100. Mình sẽ copy 19 đường xoắn như thế này. Nó giống như một cái lò xo vậy đó. Sau đó mình sẽ copy toàn bộ cái lò xo này thêm một lần nữa, size cho nó trở thành 180 độ. Các đường xoắn này sau này mình sẽ tạo thành gen của đai ốc. Đai ốc của mình có đường kính là 400. Bây giờ mình sẽ tạo gen của đai ốc. Các mặt bên mình cũng sẽ tạo gen tương tự. Mình đã tạo xong phần gen của đai ốc. Mình sẽ nhóm nó lại. Bây giờ mình sẽ vẽ phần cổ của đai ốc. Cổ đai ốc có kích thước là 400. Cao là 500.
giới á, dạ, phần đầu đại óc là một đa giác gồm 6 cạnh. Mình sẽ làm 6 lần như thế cho 6 mặt. Đã vẽ xong phần đầu của đại óc. Rất là đẹp. Mình sẽ vẽ một đường tròn nổi tiếp đa giác 6 cạnh này.
Mình sẽ copy 6 cạnh của đánh giá xuống một đầu là 50. Sau đó mình sẽ vẽ các mặt nguyên. Sẽ làm 6 lần như thế. Trong của đại ốc nữa là mình sẽ được một đại ốc hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ tạo phần game.
Vậy là mình đã tạo được phần gan của đá ốc. Mình sẽ kéo nó ra cho các bạn xem. Phần gan mình đã tạo xong rất là đẹp. Vậy là một chiếc bô lông và đá ốc mình đã tạo xong, đã vẽ xong rồi đó các bạn. Mình sẽ xem là phần đá ốc của mình vừa làm và cả phần mô lông đó. Như vậy là đã hoàn thiện. Mình sẽ copy thêm hai phần. Mình sẽ copy thành 3 chiếc như thế. Vậy là mình có được 3 chiếc bô lông và đá ốc. Bây giờ mình sẽ tô màu cho những chiếc bô lông và đá ốc này. Mình sẽ chọn màu vàng. Màu vàng này thì nó tươi quá. Mình sẽ chọn màu vàng này. Chiếc còn lại mình sẽ tô một cái màu vàng cho nó đậm. Mình là bu lông và đá ốc mình đã vẽ xong. Các bạn xem thấy ai thì hãy nhấn đăng ký, hãy like video và bình luận. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.